Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng và có nói cái câu, có một cái câu là ai mà thấy giáo Pháp thì thấy Đức Phật. Thì cái câu này cũng có một cái nghĩa, đồng nghĩa là nếu mà ai không thấy giáo Pháp thì không thấy Đức Phật. Thì sau khi mà Đức Phật giác ngộ, Ngài đã ở lại cái cội cây Bồ Đề và Ngài ở đó 49 ngày trong cái vùng đó. Và Ngài mới nghĩ xem ai là cái người mà Ngài nên dạy trước. Thì đầu tiên Ngài nghĩ đến hai cái vị thầy của mình, nhớ ơn hai cái vị thầy của mình. Và qua cái thần thông thì Ngài biết được là một vị đã mất 7 ngày trước khi mà Đức Phật giác ngộ. Còn cái vị thứ hai thì qua đời một ngày trước khi Đức Phật giác ngộ. Và cả hai đều tái sanh vào ở cái cõi vô sắc giới. Thì trước khi mà có Đức Phật thì con người họ thực tập cái thiền vắng lặng, thiền chỉ, samatha, nhưng mà không có biết hành thiền quán, vipassana, cho nên họ không có cái trí tuệ, không có biết thế nào là danh sắc, không có cái tuệ minh sát, không có ai kinh nghiệm niết bàn. Thì hai cái, khi mà nghĩ đến hai cái vị thầy của mình thì Đức Phật mới biết ơn, thì muốn trả ơn. Nhưng mà khi mà biết ra là hai cái vị này tái sanh vào cõi vô sắc giới đó, thì Đức Phật biết là hai vị này không có cái cơ hội nào để mà nghe giáo pháp của Đức Phật. Và sau đó thì Đức Phật nghĩ tiếp xem ai là đáng được Đức Phật dạy. Thì Đức Phật mới nhớ đến cái nhóm năm cái người đạo sĩ, năm cái người mà đã giúp phục vụ cho Đức Phật trong lúc mà Đức Phật hành thiền khổ hạnh ở trong rừng. Và năm cái vị khất sĩ này, tu sĩ này, vì thấy Đức Phật ăn uống điều độ trở lại cho nên đã bỏ Đức Phật và đi qua một cái khu rừng khác để ở. Và nghĩ đến các năm cái vị này mà Đức Phật đi đến cái khu rừng đó, và trên cái con đường đi thì Đức Phật gặp một trong năm cái vị đạo sĩ đó tên là Upeka. Thì đó là những cái bài giảng của ngày hôm trước và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục ngày hôm nay. Thì trên đường đi đến cái rừng của năm cái vị tu sĩ đó thì Đức Phật gặp Upeka. Và Upeka mới hỏi câu hỏi cho Đức Phật rằng: này vị tỳ kheo kia, Ngài trông rất là tươi sáng, bình thản, dáng vẻ rất là thanh tịnh, sạch sẽ, sáng ngời. Ngài là ai? Ngài nương tựa nơi ai? Ai là vị thầy của Ngài? Ngài có những cái tín ngưỡng nào? Và sau đó thì Đức Phật trả lời. Thì tóm lại, cái vị tu sĩ Upeka này hỏi ba cái câu hỏi chính, tức là vị thầy nào đã dạy cho Ngài, thầy của Ngài là ai, tức là vị thầy nào Ngài đã nương tựa, thầy của Ngài là ai và Ngài tin cái gì. Thì những người ở trong cái thời buổi này cũng thường hỏi những cái câu hỏi tương tự như vậy. Đức Phật thì rất là, cái dáng vẻ của Đức Phật thì rất là tươi sáng, đẹp đẽ trong mọi lĩnh vực. Cái tâm của Đức Phật thì lúc nào cũng trong sạch. Thì vì cái tâm của Đức Phật nó trong sạch mà nó biểu tượng ra ngoài, biểu hiệu ra ngoài
qua cái dáng vẻ của Đức Phật ở bên ngoài. Thì cũng tương tự như vậy, những ai mà hành thiền minh sát thì sau khi mà hành thiền một thời gian thì cái dáng vẻ bên ngoài trông rất là đẹp, không có đẹp đến có thể so sánh đến Đức Phật, nhưng mà cái vẻ đẹp bên ngoài của họ thì là nó có cái phần tiến bộ sau khi mà họ hành thiền. Đó là vì khi mà một cái tâm nó trong sạch thì nó sẽ biểu lộ ra ngoài, ra cái vẻ bên ngoài. Sau khi mà vị tu sĩ Upeka đặt câu hỏi thì Đức Phật mới trả lời qua một cái câu kệ. Thì Đức Phật đại cương cái câu kệ đó nói rằng Đức Phật là bậc chiến thắng Sabba Viku. Đây là cái chữ tiếng Pali có nghĩa là một cái người mà chiến thắng trên những cái đối tượng mà mình đáng chiến thắng. Thì những cái đối tượng đó là cái gì? Cái quan trọng đó là chính chúng ta. Qua những cái kiếp luân hồi thì con người cứ bị cái phiền não nó xâm chiếm, cho nên làm những cái điều mà không có phải. Thân khẩu ý của những người đó trở nên thấp hèn, và họ bị những cái phiền não như là tham, sân, si xâm chiếm họ, cho nên làm cho cái tâm của họ nó bị yếu đi. Thì khi mà một người hành thiền minh sát, người đó phát triển ngũ căn, những cái căn mà nó giúp cho mình kiểm soát cái tâm, đó là tín, tấn, niệm, định và huệ. Khi mà một người hành thiền minh sát thì cái tín căn của họ trở nên mạnh mẽ. Họ nhờ có tín căn mạnh mẽ mà họ có thể vượt qua được những cái sự nghi ngờ, hoang mang. Khi mà một người hành thiền minh sát thì họ có một cái sự tinh tấn, dũng cảm. Với cái sự tinh tấn, dũng cảm này, họ không có bị những cái phiền não, chẳng hạn như cái sự lười biếng hay là đau đớn ngăn cản họ. Khi mà họ hành thiền thì niệm căn của họ giúp cho họ biết làm những cái việc mà họ nên làm, và họ biết là họ phải làm những cái việc này trong tất cả mọi giây phút. Với định căn giúp cho tâm của họ an trụ lại, không có bị giải tán nhiều nơi, phân tán. Và với huệ căn thì cái người đó không có thấp hèn, không có yếu, là vì thiếu trí tuệ. Khi mà hành thiền nhờ vào năm cái căn này, và nhờ nó mà một người có thể chiến thắng chính mình. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói trong cái câu kệ trả lời là Ngài là cái bậc chiến thắng. Các thiền sinh có thể xem cái gương của Đức Phật là vì Ngài đã thực tập, và qua cái sự thực tập Ngài đã chiến thắng được những cái phiền não. Những cái phiền não đã theo sát chúng ta trong kiếp luân hồi. Để cho chúng ta không có thấp hèn thì chúng ta cần phải thực tập giới định huệ. Khi mà chúng ta thực tập giới định huệ thì chúng ta có thể ngăn cản, chúng ta có thể đè nén, chúng ta có thể chữa trị, chúng ta có thể làm bật rễ gốc của những cái phiền não. Chúng ta thực tập có thể làm như vậy ở một cái mức độ bình thường hay là một cái mức độ cao tột. Khi mà thực tập như vậy, một người thiền sinh sẽ chiến thắng chính mình. Đó
là mình noi gương theo cái sự thực tập của Đức Phật, và Ngài đã chiến thắng chính Ngài. Nhờ hành thiền, nhờ thực tập mà Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật biết phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc, phát triển những cái tuệ minh sát theo từng tầng lớp một, và sau cùng đạt được 4 cái mức độ của đạo và quả. Và cái mức độ sau cùng là đạt được cái quả thánh quả A-la-hán. Khi mà đạt được cái thánh quả A-la-hán thì Đức Phật đã gội rửa được tất cả những cái phiền não mà không có một cái sự dư thừa nào. Trong những cái phiền não mà Đức Phật đã gột rửa thì có một cái gọi là si mê moha. Si mê có nghĩa là không biết những cái gì mà đáng biết, hoặc là biết một cách sai lầm. Khi mà một người bị si mê thì cái sự hiểu biết nó lu mờ, nó không có rõ ràng. Do đó sau khi mà hành thiền đắc những cái thánh quả thì Đức Phật biết tất cả những gì mà cần biết. Cho nên Đức Phật gọi mình là đấng toàn giác khi mà trả lời cho cái vị cư sĩ, cái vị tu sĩ Upeka. Khi mà một người hành thiền minh sát, người đó biết những cái gì mà nó đang sanh khởi trong chính mình. Khi mà biết như vậy, họ mới phát triển được cái sự hiểu biết, trí tuệ, họ biết được sự thật. Nếu không, họ có thể tin tưởng vào những cái gì mà nó không có thật. Chẳng hạn như có người tin tưởng là có một cái đấng tạo hóa, một cái đấng đại ngã điều khiển tất cả mọi chuyện, và chúng ta là tiểu ngã. Cũng có người tin tưởng rằng sự vật là bền vững, là trường cửu. Khi mà một người đã kinh nghiệm Niết Bàn thì người đó sẽ hiểu có một cái loại hạnh phúc mà nó cao tột, nó hơn tất cả những cái loại hạnh phúc của trần gian tới biết bao nhiêu lần. Không có một cái loại hạnh phúc của thế gian nào có thể sánh bằng. Và một người chỉ có qua cái kinh nghiệm của chính mình thì mới biết được cái loại hạnh phúc này. Đặc biệt là khi mà không còn si mê nữa thì một người sẽ đạt được cái trí tuệ, mà một cái tuệ biết tất cả những cái gì mà mình cần biết. Như là Đức Phật sau khi mà hành thiền và Ngài biết được tất cả những cái gì mà Ngài cần biết. Cho nên trong cái câu kệ trả lời, Đức Phật dùng cái chữ Sabbawidu là một cái đấng toàn giác. Bình thường thì chúng ta không có nên nói ra những cái điều hay của chính mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói ra chỉ vì muốn đem cái lợi lạc đến cho các cái vị cư sĩ, cái vị tu sĩ. Thì trong những cái, về những cái mà Đức Phật biết, thì Đức Phật biết và dạy cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Biết cái quả của những cái việc làm thiện và bất thiện. Đức Phật biết 32 cái cõi là cái nơi mà chúng sanh tái sanh tùy vào những cái việc làm thiện hay bất thiện của chính mình. Đức Phật biết là làm việc thiện thì sẽ gặt hái cái quả thiện, làm việc bất thiện thì sẽ gặt hái cái quả bất thiện. Nếu mà một người không có một cái sự chú ý đúng đắn thì người đó sẽ
rời xa cái sự thật. Đó là vì khi mà có cái sự si mê, không có chú ý đúng đắn, thì một người sẽ làm những cái việc bất thiện. Khi mà làm những cái việc bất thiện thì người đó sẽ gặt hái cái quả bất thiện, cái quả xấu. Cái người đó trở nên thấp hèn. Một người hành thiền, bố thí, trì giới, tham thiền, ba cái pháp môn đó, và khi mà hành thiền ba cái pháp môn này thì cái người đó làm cho chính mình được trong sạch, và người đó sẽ gặt hái được rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Khi mà một người phát triển những cái thiện nghiệp và dần dà thì sẽ đưa đến cái sự chấm dứt đau khổ. Người đó sẽ không còn đau khổ vì tái sanh. Đức Phật biết rất là nhiều những gì mà Đức Phật cần biết hay là một người cần biết, và Đức Phật không có giữ cái sự hiểu biết đó cho chính mình mà đem ra dạy cho người khác. Nếu mà Đức Phật không có ra đời, không có dạy cho người khác, thì chúng sanh sẽ không biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Mà nếu không biết thiện và bất thiện thì chúng sanh sẽ trở nên thấp hèn, không có biết làm cái cách nào để cho mình được lợi lạc. Chỉ có khi mà Đức Phật ra đời dạy chúng sanh thì lúc đó chúng sanh mới biết thiện, bất thiện, cái kết quả và những cái nơi mà tái sanh tùy thuộc vào cái nghiệp hay là cái hành động của mình. Nhờ Đức Phật tái sanh mà chúng sanh biết cái phương pháp để thực tập để có thể đem lại lợi lạc cho chính mình. Do đó Đức Phật gọi mình là Đấng Toàn Giác, là một cái bậc mà biết tất cả những gì mà cần phải biết. Khi mà hành thiền minh sát đến cái mức độ cuối tột thì một người sẽ gội rửa được vô minh. Khi mà gội rửa vô minh thì thấy được những cái điểm xấu của cái sự tái sanh, không có còn bám níu vào cái sự sanh tồn nữa, không có còn có cái sự yêu ghét đối với những cái đối tượng. Mặc dầu Đức Phật cũng gặp những cái chuyện tốt hay là chuyện xấu, hay là những vật tốt hay như là những vật xấu, nhưng mà Đức Phật không có yêu hay là không có ghét, không có ganh tị, không có ganh ghét. Những gì mà Đức Phật gặp qua, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, tất cả những thứ ấy Đức Phật đều thấy những cái xấu, những cái bất toàn ở trong nó. Cho nên Đức Phật không có bám níu, không có dính mắc vào nó. Đức Phật không có bị lấm nhơ bởi danh sắc. Các thiền sinh hành thiền và ghi nhận những cái đề mục, và nhờ như vậy mà các thiền sinh có thể phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc, thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà các thiền sinh thấy cái sự vô thường thì không có còn ngã mạn. Khi mà thấy khổ thì không có còn bám níu vào sự vật nữa. Và khi mà thấy vô ngã thì sẽ không có còn tà kiến tin vào có một cái ngã. Khi mà các thiền sinh hành thiền tốt, đạt được cái tuệ gọi là tuệ xả hành, thì ở cái giai đoạn này người thiền sinh sẽ không còn thích hay là không thích, không còn như vậy nữa. Khi mà gặp những cái vật mà mình không thích hay là đáng ghét, cũng không có cái sự sân hận, ghét ở trong đó. Đây là một cái trạng thái quân bình của tâm,
dù là phải gặp những cái sự việc hay là vật thích hay là không thích. Các thiền sinh khi mà thực tập đến cái mức độ này thì sẽ hiểu, vì chính cái kinh nghiệm của chính mình. Đức Phật thì đã nằm ở cái mức độ này, cái tâm lúc nào cũng quân bình. Cho nên các thiền sinh có thể kinh nghiệm và so sánh cái kinh nghiệm của mình với những gì mà Đức Phật dạy. Đức Phật không có bị lấm nhơ bởi những cái phiền não, dù cho gặp những cái vật qua cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Và Ngài đã gội rửa những cái phiền não này đến cái mức độ mà không có trở lui. Dù là gặp những cái vật thích, đáng thích hay là đáng ghét, Đức Phật cũng không có bám níu hay là không có sân hận. Cái sự tham ái đã bị đẩy lui, gột rửa. Đức Phật không có còn cái sự dính mắc gì đối với những gì mà Ngài thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Đức Phật không có còn cái sự dính mắc gì đến những cái sự sinh tồn. Cái sự không có dính mắc này, tiếng Pali gọi là Vimutta, tức là sự giải thoát. Giải thoát khỏi cái sự xiềng xích. Khi mà một người hành thiền minh sát, người đó có thể vượt qua được cái sự tham ái, dù là gặp những cái đối tượng qua cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Khi mà một người hành thiền minh sát, người đó đã bỏ lại những cái thú vui của thế gian, và họ hành thiền minh sát để gặt hái được những cái thú vui của giáo pháp. Cho nên khi mà họ đi hành thiền thì họ bỏ đi những cái thú vui trần gian, nhưng mà họ lại được cái sự lợi lạc là họ có được cái thú vui của giáo pháp. Và khi mà họ hành thiền đến cái mức độ là không còn tham ái, không còn sân hận, vân vân, thì tâm của họ sẽ có một cái sự an bình. Nhờ hành thiền mà các thiền sinh không có tà kiến, không có tin tưởng vào một cái đấng tạo hóa, không có tin tưởng vào một cái ngã. Nhờ hành thiền mà các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an tịnh này. Luôn cả khi mà một người không có gặp Đức Phật, nhưng mà khi mà hành thiền kinh nghiệm được cái sự an tịnh này, thì cũng có thể hiểu được cái sự an tịnh mà Đức Phật đã có. Và đối với các thiền sinh, khi mà hành thiền, cái sự hành thiền của mình nó có tiến bộ, nó có cái chớn mạnh, người thiền sinh sẽ gặt hái được rất nhiều những cái sự hiểu biết. Khi mà hành thiền giữ giới thì không để cho thân khẩu làm những cái điều bất thiện. Đây, người thiền sinh sẽ được giải thoát, được giải thoát khỏi những cái phiền não mà gọi là thô. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền minh sát và cái mức độ hành thiền tốt đẹp, thì người thiền sinh sẽ không còn có cái sự tham ái, không còn dính mắc nữa. Hành thiền tốt đẹp thì với cái sự tinh tấn, niệm và định, người thiền sinh sẽ vượt qua được những cái phiền não mà nó dấy khởi ở trong tâm của mình. Và khi mà trí tuệ được phát triển thì những cái phiền não ngủ ngầm nó cũng bị đẩy lui.
Như vậy, khi mà các thiền sinh hành thiền, nhờ cái sự thực hành của mình mà đạt được cái sự thanh tịnh, trong sạch, trong thân, khẩu và ý. Qua cái sự hành thiền của mình, các thiền sinh có thể tưởng tượng được làm thế nào mà Đức Phật đã chính Ngài đã gặt hái được cái sự trong sạch của tâm của Ngài. Người thiền sinh có thể hiểu được Đức Phật qua cái kinh nghiệm của chính mình. Nhờ thực tập mà người thiền sinh sẽ có được cái sự trong sạch trong khoảnh khắc. Và nhờ sự thực tập mà người thiền sinh sẽ được giải thoát một trong khoảnh khắc những cái phiền não. Và tiếng Pali gọi là Parikaha. Như vậy, khi mà cái người tu sĩ Upeka hỏi Đức Phật, Ngài đã dựa vào ai để mà trở thành một cái người gọi là Papachita, tức là một cái, nghĩa là một cái người mà bỏ những cái thú vui của trần tục, đến một cái nơi thanh vắng hành thiền mà để gột rửa những cái phiền não. Ngài thiền sư dạy rằng có những cái vị gọi là Papachita, tức là những cái người bỏ những cái thú vui bên ngoài đến một cái nơi thanh vắng để hành thiền, nhưng mà chỉ mang cái tên như vậy qua cái vẻ bên ngoài mà thôi, chứ họ không có thật sự họ hành thiền để mà gột rửa những cái phiền não. Đức Phật hành thiền đi trên con đường trung đạo. Đức Phật đã tìm ra con đường trung đạo. Và nhờ vào những cái ba la mật của Ngài mà Đức Phật đã tìm ra cái con đường này. Ngài đã thực tập đi trên con đường này và dạy con đường này cho chúng sanh. Dạy cho chúng sanh cái phương pháp hành thiền giữ giới để bỏ đi được những cái phiền não thô, dạy chúng sanh cái phương pháp định để mà bỏ những cái phiền não chung, và dạy cho chúng sanh cái phương pháp hành thiền về tuệ để bỏ đi những cái phiền não vi tế. Khi mà một người hành thiền giới định huệ thì người đó sẽ dập tắt những cái lửa phiền não. Cái người đó được gọi là Papachita. Một số chỉ có mang cái danh bên ngoài mà thôi, vì họ không có hành thiền. Nhưng mà các thiền sinh nên nhớ, quan trọng hơn để cho chúng ta hành thiền giới định huệ, hành thiền như là Đức Phật dạy, đừng có để mang cái tên qua cái vẻ bên ngoài mà không có hành thiền, không có làm những cái gì mà Đức Phật dạy. Thì như vậy, trong cái câu kệ trả lời thì Đức Phật đã trả lời là chính Ngài là cái người đã tìm ra con đường, và chính Ngài đã thực tập bằng chính mình, không có vị thầy, không thầy chỉ dạy. Thì chúng ta sẽ noi theo cái gương của Đức Phật, dù là mình là một vị tăng, vị ni hay là một người cư sĩ, cái điều quan trọng là không có xem cái dáng bên ngoài là quan trọng, mà hãy quan trọng, hãy xem quan trọng là cái phương pháp thực tập. Hãy làm thực tập những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Thì như vậy, khi mà vị tu sĩ Upeka hỏi Đức Phật ai là vị thầy của Ngài, tức là cái người nào mà đã hướng dẫn Ngài để mà có được sự lợi lạc, ai là cái người mà đã ngăn cấm, nói ra những cái điều ngăn cấm để đừng có làm những cái gì mà có hại. Thì trong cái câu trả lời trên thì Đức Phật đã trả lời rồi, không cần phải trả lời cái câu thầy là ai, là vì Đức Phật chính mình đã tìm ra con đường trung đạo,
không có thầy. Chính Đức Phật đã đi trên con đường này, đã đạt được cái mục đích không có thầy. Cho nên không cần phải trả lời cái câu hỏi là thầy của Ngài là ai. Và Đức Phật đã biết tất cả mọi chuyện mà một người cần biết qua cái sự thực tập. Và Đức Phật không có thầy. Thì ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ giảng tiếp cái bài giảng ngày hôm nay. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.